Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Chào buổi sáng, và như đã hẹn thì chúng tôi trở lại với những thông tin thời tiết. Đợt nắng nóng lần này ở Tây Bắc Bộ và Trung Bộ thì khi nào mới kết thúc vậy hả chị Hương Liên? Vâng, khả năng là từ ngày mai thì nắng nóng ở hai khu vực này sẽ chấm dứt trên diện rộng. Không còn màu đỏ bao trùm với nhiệt độ cao 35 đến 38 độ như là hôm nay nữa, mà sẽ thu hẹp dần, chỉ còn cục bộ một vài nơi. Đến thứ ba, khi có sóng lạnh cuối mùa xuống, trời chuyển mưa mát. Ở thủ đô Hà Nội, sang đầu tuần sau trời cũng sẽ dịu mát, còn trước đó hôm nay trời vẫn khá oi nóng, dù nhiệt độ không quá cao dưới 32 độ. Thế nhưng độ ẩm trong không khí cao luôn trên 72% nên là cảm giác khá oi bức, nhất là vào buổi trưa và chiều. Dạ vâng, còn đợt nắng nóng phía Nam thì sẽ kéo dài đến bao giờ vậy hả chị? Đợt nắng nóng ở phía Nam sẽ kéo dài đến sang cả tuần sau. Trong đó nóng nhất là khu vực Nam Bộ, trưa chiều nay nhiệt độ ở đây phổ biến là 35-36 độ, còn Tây Nguyên thì nhiệt độ cũng khá cao, hầu hết là 33 đến 36 độ. Ngày nắng nóng, chiều tối hai khu vực này có mưa rông, tập trung ở Bắc Tây Nguyên và ven biển Nam Bộ. Ngoài mặt tích cực giải nhiệt cho bầu không khí, quý vị vẫn cần lưu ý nguy cơ kèm theo rông lốc, sấm sét và gió giật mạnh, nhất là thời điểm 30 phút đầu cơn rông. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay có nắng, gió không quá cấp 4, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Dạ vâng, cảm ơn chị Hương Liên với những dự báo chi tiết vừa rồi, và hy vọng với những thông tin vừa rồi thì quý vị có thể có chuẩn bị tốt hơn khi mà tham gia những hoạt động ngoài trời trong dịp cuối tuần.